sức mạnh của cấp số nhân. Bạn muốn nhận 1 triệu đô la hay nhận 1 xu ngày đầu, rồi mỗi ngày số tiền bạn đã có được nhân đôi lần lần suốt trong 30 ngày? Bạn nhớ là trong lớp học toán ngày xưa có câu hỏi này phải không? Đó là khi chúng ta học về sức mạnh của lãi suất kép và mức tăng theo cấp số nhân. Cuối 30 ngày, số tiền nhân đôi mỗi ngày tăng thành hơn 5 triệu đô la. Tương tự, khái niệm này cũng áp dụng vào công cuộc truyền giáo. Nếu một chiến dịch truyền giảng phúc âm tại sân vận động bóng đá có 100.000 người tham dự, rồi 20% trong số đó tin Chúa Cứu Thế, ngày đó 20.000 người có thể sẽ bước vào nước trời. Nếu mỗi ngày đều có sự kiện như vậy trong suốt một năm, sẽ có hơn 7 triệu người tin nhận Chúa. Thật tuyệt vời phải không? Vấn đề là, nếu bạn duy trì mức độ mỗi năm 7 triệu người tin nhận Chúa, thì trong bao lâu toàn dân số thế giới với 8 tỷ người được nghe tin lành? Hơn 1.000 năm, chính xác là 1.095 năm. Truyền giảng cho 100.000 người mỗi ngày trong 1.000 năm. Theo quan điểm thuần túy về số lượng, thì chiến lược truyền giảng cho đám đông sẽ không đem tin lành của Chúa Cứu Thế đến được với toàn thế giới trong thời của chúng ta. Thế còn chiến lược khác lấy cảm hứng từ bài toán ban đầu thì sao? Thay vì truyền giảng cho 100.000 người mỗi ngày, giả sử mỗi năm bạn môn đệ hóa một người, bạn tập trung đào tạo và trang bị để người đó có thể môn đệ hóa một người khác mỗi năm. Như vậy, cuối năm thứ nhất có hai môn đệ của Chúa Giêsu, đó là bạn và môn đệ của bạn. Cuối năm thứ hai, bạn có 4 môn đệ. Cuối năm thứ ba, có 8 người. Có 16 người vào cuối năm thứ tư, và số lượng cứ thế tăng lên 32, 64, 128. Nếu sử dụng chiến lược này, thì cần bao nhiêu năm để môn đệ hóa thế giới? 34 năm. Bạn thử làm phép tính đi. Khi chúng ta áp dụng nguyên tắc cấp số nhân, có điều tuyệt vời xảy ra trong đại mạng lệnh truyền giáo mà Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Hãy đi và môn đệ hóa muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Chúa tiếp tục chỉ dẫn chúng ta dạy những môn đệ đó giữ hết cả mọi điều mà Ngài đã truyền dạy chúng ta. Như vậy, mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu là gì? Ra đi và đào tạo môn đệ. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là vâng theo mạng lệnh của Chúa đào tạo môn đệ. Rồi môn đệ đó vâng theo mạng lệnh của Chúa đào tạo môn đệ khác. Rồi môn đệ khác đó vâng theo mạng lệnh của Chúa tiếp tục đào tạo môn đệ cho Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ đi khắp thế gian đào tạo các môn đệ thành người tiếp tục đào tạo những môn đệ khác. Đó là cấp số nhân. Tiếp cận vài người để tiếp cận nhiều người. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không nặng lòng rao giảng cho cả một làng, hoặc một thành phố, hoặc một đất nước, nhưng thay vào đó, bạn trung thành thực hiện theo nguyên tắc cấp số nhân đơn giản trong đại mạng lệnh? Toàn bộ thế giới có thể được môn đệ hóa trong thế hệ của chúng ta nếu chúng ta bắt đầu chỉ với một người. Còn bạn thì sao? Có thể Đức Chúa Trời muốn bạn tham gia môn đệ hóa, khiến cho môn đệ đó cũng trở thành người môn đệ hóa người khác, để thấy tin lành của Chúa Giêsu được lan rộng giữa vào mọi bộ lạc, mọi dân tộc và mọi quốc gia. Bạn muốn mỗi ngày truyền giảng ở sông Vận Động suốt 1.000 năm kế tiếp, hay cam kết đào tạo một môn đệ trong năm nay? Hãy cùng nhau thực hiện chiến lược này cho đến khi tất cả mọi người trên thế giới đều được nghe tin lành, bắt đầu với việc môn đệ hóa một người. Vậy thì, ai là người bạn sẽ đào tạo thành môn đệ trong năm nay?